Chiều qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8622 của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không Viện Bệnh viện Quân y 175 đã bay ra đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đưa một bệnh nhân bị tai nạn nặng về đất liền điều trị. Trước đó, bệnh nhân đã được hội chẩn qua hệ thống telemedicine và sơ cấp cứu ban đầu tại đảo. Mặc dù thời tiết xấu do mưa rông, trần mây thấp, nhưng tổ bay vẫn quyết tâm bay ra đảo, đưa bệnh nhân về đất liền. Khoảng 18 giờ chiều qua, trực thăng của binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ trên tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa vào khoa cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được tích cực điều trị.